Hi, chào mừng đã quay trở lại kênh Gaten. Video này mình sẽ review máy xay sinh tố nhá. Nhưng mà không phải những cái loại vớ vẩn. Mình lại đầu tư mua loại đắt tiền để xem xay có ngon không. Và chơi hãng nổi tiếng của nước mình, đó là Lock and Lock. Đồ Lock and Lock thì khỏi chê anh em ạ. Mà không biết là xay có ok không. Vâng, đây anh em rất là đáng lòng nhá. Vừa lại cái lúc mình mua là 1.381.000, bây giờ nó giảm 759.000. Perfect, vâng, giảm một nửa luôn. Vãi. Vẫn kệ thôi, giảm kệ thôi, coi như mua hớ. Lâu lắm rồi mình mới bị mua hớ. Giờ xem là như nào. Ok, sản phẩm của chúng ta đây. Vâng, mã của nó, con này là 1,2 lít và công suất 350W, Smart Blender. À, hình sản phẩm này. Đó, Lock and Lock đây. Đó. Đây 2 lít kích thước 1,6 cân, 350W, 180-155, nhựa PP ABS thép không gì. Cái lưỡi thép thì chắc chắn là thép không gì rồi. Đây lên đến 50% gì người mày nhá. Rồi. Ok, sản phẩm này anh em, vâng, vừa lại đang quay ấn pause xe, rồi lại quên không quay tiếp, lại đắng lòng video này, nhiều cái đắng lòng lắm anh em ạ. Vừa mua đắt gần 50% giá, sao lại quên không quay tiếp, tháo hết ra rồi, quay xong xuôi hết rồi. Và mới nhìn lại màn hình điện thoại thì không thấy nó đang quay, vâng, nó đang đứng lại, vãi cả nồi rồi quay tiếp, vâng, bây giờ phải nói lại anh em ạ. Thì bên trong chúng ta sẽ có đây Wantari card, sẽ hướng dẫn sử dụng với cả thẻ bảo hành. Đó, sử dụng đơn giản thôi. Và chúng ta sẽ có những cái cối nhé. Cái cối này đều được bọc trong ni lông rồi nhá. Mình tháo cũng hết rồi. Vâng. Đấy, cối bọc trong ni lông và bọc trong cái, nó đựng trong cái khung bìa cắt tông này nên nó sẽ tránh va đập khi ship hàng. Đấy. Thì ở đây có 3 cái cối. Thì mấy cái nắp này cũng rời ra. Thì mình sẽ đóng lại như thế này. Đó, mấy cái nắp nhựa và cối đã bằng nhựa nhá. Đây, cối dung tích từ 0 đến 1200ml, 1,2 lít đó. Thì các chị em băn khoăn là cối này bằng nhựa hay là bằng thủy tinh thì nó bằng nhựa nhá, không phải thủy tinh thôi. Khá đáng tiếc. Đấy, và dọn ra như này. Trong này thì có những dòng cao su với cả đây là cái lưỡi thép không gì. Bạn vào rất là chắc chắn đấy, chúng ta có thể xay hạt tiêu, xay hoa quả, xay thịt, sinh tố. Nhà bố mẹ nào mà có cháu nhỏ, có con nhỏ thì chúng ta xay cháo. Đấy, rồi đây là cái cối, đây là cái máy đây. Đấy, ở đây thì có cái khóa hướng dẫn mở cối ra này. Cái nút của nó thì bằng đồng tâm, thiết kế đồng tâm nhé. Và lúc đầu thì mình cứ tưởng nó kim loại mà ra hình như nó là bằng nhựa. Đấy, sờ thì có vẻ là nhựa. Cái đồng tâm khá là sang chảnh, đáng tiếc là nhựa. Và P này, P này, cái nắp P này để chúng ta giữ, để nó làm đâu thì xay đấy. Còn không không muốn giữ thì chúng ta bật nước 1 và nước 2 thả ra. Đó, P giữ như này. Logo Lock and Lock ở dưới này. Đó, xung quanh thì không có gì, màu trắng thôi. Trên này cái chỗ động cơ đây. Ở dưới này thì có 4 cái đế hít. Đó, và cái lỗ tản nhiệt, thông gió, quạt thông gió ở dưới. Đây cái thông số như trên vỏ hộp thôi. Đáng lòng vãi nồi luôn, nói lại hai lần một nội dung. Đấy, thì có ba cối. Ba cối để anh em xay tùy ích, xay gì tùy. Dung tích 1,2 lít thì nó cũng tương đối, không phải nhỏ mà cũng không phải to. Nói chung là vừa vừa. Nhà nào đông thì xay nhiều thì nên mua những cái loại 1,5 lít trở lên. Đấy rồi, ok, giờ đi test thử xem hoạt động ngon nghẻ không. Ngon lành không? Đúng như lời đồn không? Của Lock and Lock không chị xó vào 1.400.000. Bây giờ còn hơn 700 mà không ngon nữa thì thôi, đáp đi luôn. Tốn tiền. Ok, link mua sản phẩm mình sẽ để dưới video rồi nhá. Ok, bây giờ lục tổ xem có gì ăn không anh em nhá. Có gì để xay không ạ? Ui, đây, táo rồi, ok. Hành tây xay trộn cái táo luôn anh em. Đây là gì, chanh à? Đây là xay cả chanh trộn táo nữa. Đủ à? Được đấy chứ. À, trứng.
trứng trộn táo hợp lý. Khoe tủ luôn anh em. Đồ ăn gì mình thì có mỗi táo. Táo xay được, xay ngăn lạnh. Táo trộn sữa chua đúng không nhỉ? Hay là trộn kem? Ok, xấu nữa. Rồi, nói đùa đấy. Còn mỗi hai quả táo này nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ xay thử hai quả táo. Ok, thì như anh em có thể xem ấy, thì cái máy này nó chỉ hơi bị rung nhẹ thôi nhá. Thứ nhất là nó hơi bị rung nhẹ, nó thứ hai là động cơ của nó cực kỳ khỏe luôn, xay táo không thành vấn đề luôn. Mình cắt 1/4 quả táo mình cho vào xay vô tư thoải mái luôn, nhuyễn luôn rồi. Thứ ba là rất là ổn luôn, phải nói là cực kỳ ổn đó. Rồi, ưu điểm là động cơ khỏe, xay ngon, chiến được tất cả các loại hoa quả. Nhược điểm là ồn và nó hơi bị rung nhẹ nó. Quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Ui ngon chưa? Ui trời ơi. Vâng, trông như ấy. Nhìn nó hơi xấu, với cả nó hơi bị liên tưởng đến cái những cái sản phẩm mà anh em hay phải ấy hàng ngày ấy. Đó, nhưng mà để mình uống thử. Quá ngon luôn, không cần phải cho đường anh em ạ, ngon luôn, vị táo ngọt. Perfect. Nhưng mà kiểu nó vẫn có những cái này ấy. Đây anh em phải dùng thêm một cái để gạn ra lấy nước để nó còn những cái bã, nó còn một cái bã li ti. Đấy, nếu không mà anh em mà không gạn thì chúng ta phải nhai. Đó, nhưng mà theo mình nghĩ là nhai đi, ăn ngon mà. Rồi, như vậy máy hoạt động rất là ok nhá, khỏe. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Rồi, như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm cối xay sinh tố của Lock & Lock chính hãng luôn. Đấy, mua được với giá rất là rẻ luôn, rẻ gấp đôi luôn so với giá thị trường. Trong mặt kép anh em ạ. Hãy cảm thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh đến cho kênh mình nhá. Anh em mình lý sản phẩm nào comment lên bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo video, bye bye. Bây giờ mình sẽ đi mua những cái hoa quả mình thích, xong rồi xay ra, xong rồi để trong tủ lạnh. Trời nóng uống thôi rồi luôn, ngon thôi rồi.